Xin chào cả nhà nhé. Xin chào cả nhà yêu hoa hồng. Hôm nay mình giới thiệu cái bờ rào hoa hồng cổ Sapa của mình. Hoa đang nở bông siêu to luôn. Bông to như cái bát các bạn ạ. Đẹp lắm cơ. Thời tiết hôm nay thì nó đang chuyển mưa và trời nồm cho nên là không được chờ thời tiết nó không được trong xanh cho nên là lên video khả năng nó cũng không được đẹp lắm. Thì các bạn xem thông cảm nhá. Đây là những cái khóm hoa hồng cổ Sapa của mình mà hoa nó đã ra, nó đã có nụ từ trước Tết. Và bây giờ là hôm nay là ngày rằm tháng giêng và hoa nó bắt đầu nở, thời tiết ấm lên, mùa xuân đua trăm hoa đua nở. Mùa xuân trăm hoa đua nở, chính vì thế cho nên là những khóm hồng này nó cũng nở tê tét luôn, đẹp mỹ mãn các bạn ạ. Nhà cấp 4 nằm giữa vườn hồng, siêu đẹp.